Trong khi hàng chục nghìn du học sinh đã nhanh chóng quay về nước, thì rất nhiều lao động xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật Bản hay là Đài Loan, Trung Quốc vẫn ở lại. Bởi vậy, nhiều gia đình có con em đi xuất khẩu lao động rất sốt ruột, thậm chí là tính đến chuyện yêu cầu con em trở về. Thế nhưng các địa phương đã nhanh chóng vào cuộc giải thích và động viên cho các gia đình có thân nhân đang làm việc ở nước ngoài để họ hiểu đúng và hiểu rõ về dịch. Nhờ đó mà đến thời điểm này, chưa có lao động Việt Nam nào làm việc tại vùng có dịch cắt hợp đồng bỏ về nước. Tình hình dịch ở bên như thế nào? Có sợ quá không? Tình hình dịch bệnh đấy có ảnh hưởng đến công việc làm của bọn con không? Dạ không ạ. Nhìn chung là công ty thì vẫn cứ đều việc thôi. Khi biết Hàn Quốc có dịch, vùng con mình làm việc có 150 người nhiễm, ông Lợi lập tức gọi điện thoại cho người con trai thứ hai. Lúc đó ông chỉ muốn con ở ngay bên mình. Người ra đi lại thuyết phục người ở lại. Để ông yên tâm, con ông còn gửi clip ghi lại hình ảnh mình đang làm việc hàng ngày. Nếu em về thì ra là bây giờ là chắc chắn là cắt hợp đồng, phá hợp đồng. Mà hơn nữa là về vẫn phải cách ly, còn khó khăn hơn nhiều. Nên cứ ở bên là tốt nhất. Khi biết Nhật Bản có dịch, ông Phượng liên tục gọi điện sang hỏi thăm sức khỏe và tình hình nơi hai vợ chồng người con cả đang làm việc. Nhiều lần gọi nhưng nghẹn mãi, ông không thể yêu cầu con trở về. Anh về thì coi như lại là bị phá hợp đồng và sau đó thì về đến địa phương thì lại là phải là cách ly. Đấy, cho nên là cũng không bao giờ nghĩ đến cái việc mà động viên con cháu về. Thái Nguyên đã cử cán bộ đến từng nhà để động viên, giải thích, giúp gia đình nắm rõ thông tin về dịch bệnh cả trong nước và nước ngoài. Mặt khác còn phân tích cho từng gia đình, hiểu rằng không phải chỉ đơn giản là về mà đằng sau đó là vô số trở ngại thiệt thòi cho người trở về. Động viên mà có những cái văn bản chỉ đạo trong cơ sở để các cấp chính quyền vào cuộc cùng với gia đình để động viên con em ở lại làm việc. Hiện nay người lao động chúng ta đang làm việc ở trong những môi trường tương đối an toàn về vệ sinh lao động. Nên chúng tôi chỉ khuyên là người lao động hãy yên tâm làm việc. Tất nhiên là hạn chế đi lại, đặc biệt là không nên rời khỏi hoặc là đến những cái vùng dịch như vậy. Căn nhà này là công sức 9 năm trước, vợ ông Lợi đi giúp việc tại Đài Loan, Trung Quốc. Con gái cũng đi Đài Loan làm việc. Con trai thì ở Hàn Quốc, đứa út cũng đang học tiếng Hàn. Không dễ để rời làng quê ra nước ngoài làm việc và cũng không dễ bỏ về chỉ vì thiếu thông tin. Đến nay, chưa có lao động Việt Nam nào từ vùng dịch tự ý cắt hợp đồng bỏ về nước.